Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Hoa Kỳ. Nổ súng trong kho hàng Rite Aid ở Maryland, 3 người chết, 2 người bị thương. Một người nổ súng bên trong kho hàng của trung tâm phân phối do công ty dược phẩm Rite Aid làm chủ ở Hartford County, Maryland vào sáng ngày thứ Năm 20 tháng 9 khiến 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương, theo giới hữu trách. Bản tin của hệ thống CNN nói rằng vụ nổ súng xảy ra lúc khoảng 9 giờ 9 phút sáng tại một trung tâm phân phối và vận chuyển hàng hóa của công ty Rite Aid, công ty làm chủ nhiều tiệm bán dược phẩm ở Mỹ. Cảnh sát nhanh chóng tới nơi xảy ra nổ súng ở Hartford County, Maryland. Phát ngôn viên công ty Rite Aid, bà Susan Henderson, nói có khoảng 1.000 người làm việc tại nơi xảy ra vụ nổ súng. Trung tâm này là nơi các sản phẩm được tiếp nhận, rồi sau đó sắp xếp để phân phối đi các nơi khác. Vụ nổ súng xảy ra ở nơi cạnh kho hành chính. Cũng theo phát ngôn viên Henderson, người dân địa phương được yêu cầu tránh xa khu vực nổ súng ngay bên ngoài thành phố Perryman bằng cách nằm cách Baltimore chừng 30 dặm, tức là 48 km về phía đông bắc. Nhân viên các cơ quan công lực liên bang cũng được gửi tới để trợ giúp cảnh sát địa phương. Thống đốc Larry Hogan gửi tweet ra ngỏ lời chia buồn với gia đình những người tị nạn và cho hay là đang theo dõi tình hình, thưa quý vị. Tin Newport Beach là cung cấp tin tức về nghi can giết vợ sẽ được thưởng $100,000. Giới hữu trách hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 9, loan báo việc đưa giải thưởng trị giá $100,000 cho ai cung cấp tin tức bắt giữ một nhà triệu phú bị cáo buộc là giết vợ tại nhà ở thành phố Newport Beach vào năm 2012, rồi sau đó đem vứt xác nạn nhân vào một thùng chứa rác ở quận San Diego County. Bản tin của đài truyền hình ABC 7 nói rằng ông Peter Chadwick bị cáo buộc bóp cổ vợ là bà Cree Chadwick, 46 tuổi, cho tới chết sau khi có cuộc cãi cọ gay gắt ở nhà hôm 10 tháng 10 năm 2012. Theo cảnh sát liên bang Mỹ, hai vợ chồng này đã chung sống với nhau được 21 năm trước khi xảy ra vụ án mạng. Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát liên bang, ông Chadwick lúc đó nói rằng vợ ông bị một người thợ sửa nhà bắt cóc rồi giết. Tuy nhiên, các thám tử cảnh sát khi thẩm vấn ông Chadwick đã nghi ngờ câu chuyện ông kể, nhất là khi họ thấy dấu trầy trụa trên cổ của ông và vết máu khô trên hai tay ông này. Người chồng, một nhà đầu tư địa ốc, bị cảnh sát Newport Beach bắt hôm 11 tháng 10, 2012 và bị truy tố tội giết vợ. Trong cuộc họp báo vào sáng ngày thứ Tư, cảnh sát trưởng thành phố Newport Beach, ông John T. Lewis, cùng biện lý quận Orange County, ông Tony Rakkakas, cùng với giới chức công lực khác tái khẳng định quyết tâm bắt cho được kẻ đào tẩu Chadwick để đưa ra trước công lý, thưa quý vị. Tù nhân nhổ nước bọt vào giám thị 2 tuần sau chết vì bị dập não. Một giám thị nhà tù ở Texas vừa bị bắt sau một vụ một tù nhân từng nhổ nước bọt vào ông ta trước đó bị thiệt mạng vì dập não. Theo tin từ giới hữu trách hôm thứ Ba, 18 tháng 9, bản tin của tờ báo Houston Chronicle nói rằng cựu giám thị Dangre Glasper bị truy tố hồi tháng này với tội danh hành hung, khiến một tù nhân bị thiệt mạng khi đập đầu xuống sàn phòng tắm. Tù nhân này chết chỉ 2 tháng trước ngày mãn hạn. Giới hữu trách nói rằng 2 tuần trước khi thiệt mạng, tù nhân Gary Leslie Ryan, 58 tuổi, từng ở Dallas County, nhổ nước bọt vào giám thị Glasper khi có cãi cọ lúc điểm danh 8 giờ sáng ngày 30 tháng 8. Để tránh sự việc trở nên trầm trọng hơn, ban quản đốc trại giam ra lệnh cho giám sĩ Glasper không đến gần tù nhân Ryan. Tuy nhiên, giám thị Glasper đã không tuân hành lệnh này, vì sau đó trong ngày, ông ta đến phòng giam đưa tù nhân Ryan đi tắm. Giám thị Glasper sau đó khai rằng trên đường đến phòng tắm, người tù nhân vùng vằng trở nên hung hăng và có lời thóa mạ ông ta, khiến Glasper thấy cần phải dùng võ lực. Giám thị Glasper khai khi vật tù nhân, đầu ông Ryan đập xuống sàn khiến ông ta bất tỉnh. Khi tòa án cấp cứu tới nơi thì thấy máu chảy tràn hòa trên sàn phòng. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Memorial Hermann Hospital trong tình trạng nguy kịch. Tù nhân Ryan được giải phẫu não nhưng các bác sĩ không cứu được và ông ta chết hôm 12 tháng 9. Cuộc điều tra về vụ này hiện đang được tiến hành và giới hữu trách chưa cho biết vì sao tù nhân Ryan lại cần có người dẫn đi tắm ngày hôm đó, thưa quý vị. Dù giảm, nguy cơ khủng bố toàn cầu phức tạp hơn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 19 tháng 9 công bố trong một phúc trình, trong đó nhận định rằng việc nhà nước Hồi giáo ISIS gần như bị đánh bại Iraq và Syria đã phân tán tổ chức này và khiến nguy cơ tấn công khủng bố toàn cầu phức tạp hơn nhiều. Các nhóm như ISIS hay là Al-Qaeda đã phi tập trung hóa và sử dụng các công nghệ mới như hệ thống bay không người lái loại nhỏ để gây ra các mối đe dọa xa hơn các khu vực hoạt động truyền thống của các nhóm này.
AFP đưa tin, trích dẫn báo cáo về khủng bố năm 2017 của bộ trên, điều phối viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về chống khủng bố, ông Nathan Sells nói rằng, so với con số năm 2016, các vụ tấn công khủng bố trên toàn cầu đã giảm 23% và con số người chết vì khủng bố đã giảm 27% trong năm 2017. AFP đưa tin, sự sụt giảm đó phần lớn là do ISIS sụp đổ ở Iraq sau khi các lực lượng chính phủ và liên quân giành lại phần lớn lãnh thổ mà nhóm này từng kiểm soát. Nhưng các thành viên của nhóm đã phân tán vượt ra khỏi Trung Đông và xuất hiện ở những khu vực khác, trong đó có Đông Nam Á, thưa quý vị. Hoa Kỳ muốn Triều Tiên giải trừ hạt nhân trước năm 2021. Hoa Kỳ cho biết sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng cam kết tháo dỡ cơ sở tên lửa chủ yếu của nước này. Hãng tin Reuters trích lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông đã mời Ngoại trưởng Triều Tiên tới gặp mặt ông tại thành phố New York vào tuần tới, với mục tiêu là nhắm tới là hoàn tất việc giải trừ hạt nhân trước tháng Giêng 2021. Lên tiếng tại cuộc họp báo chung với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un ở thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói Triều Tiên sẽ cho phép các chuyên gia ở các nước liên quan tới chứng kiến việc đóng cửa các cơ sở thử nghiệm và bệ phóng tên lửa tại tỉnh Tongchangri. Ông Moon nói thêm rằng Triều Tiên cũng sẽ thực hiện các bước bổ sung như đóng tổ hợp hạt nhân ở tỉnh Yongbyon với điều kiện Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp tương ứng. Mốc tháng Giêng 2021 là thời hạn cụ thể nhất được xác định để Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân, thưa quý vị. Một giáo phận Nam California công bố tên các linh mục tấn công tình dục. Giáo phận San Bernardino ở Nam California hôm thứ Tư, 19 tháng 9, quyết định công bố một danh sách có tên các linh mục bị tố cáo tấn công tình dục. Theo đài truyền hình KABC, quyết định này được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi một đại bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania kết luận có hơn 300 linh mục thuộc 6 giáo phận ở tiểu bang này lạm dụng tình dục hơn 1.000 trẻ em từ thập niên 1940. Nhiều giáo dân công giáo rất bực mình về chuyện này và giám mục Gerald Barnes muốn cho thấy là ông có trách nhiệm với họ. Thành ra đây là một cách để bày tỏ trách nhiệm đó. Ông John Andrews, phát ngôn viên của giáo phận, nói. Ông Andrews nói danh sách này sắp được đưa ra, cho thấy sự việc xảy ra trong 40 năm, nhưng nói rằng ông không nghĩ có nhiều gì ngạc nhiên. Chỉ có một vài người chưa được công bố tên trước đây. Ông Andrews nói, có thể danh sách này có khoảng 30 người. Ông cũng nói thêm có khoảng một nửa số linh mục trong danh sách này đã qua đời. Và chỉ có 2 trường hợp bị tố cáo xảy ra trong thế kỷ này, thưa quý vị. Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma rút lại lời hứa giúp Hoa Kỳ tạo thêm 1 triệu việc làm. Nhà tỷ phú Trung Quốc ông Jack Ma, người đồng sáng lập công ty Alibaba Group Holding Limited, hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 9, tuyên bố rằng lời hứa của ông sẽ tạo 1 triệu việc làm ở Hoa Kỳ nay không thể nào thực hiện được vì cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo bản tin của Bloomberg News, ông Mã có lời phát biểu như trên khi trả lời cuộc phỏng vấn của Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc. Ông Mã, người giàu nhất Trung Quốc, giải thích rằng lời hứa của ông với Tổng thống Donald Trump dựa trên tinh thần hợp tác giữa hai quốc gia và nay không còn thể thực hiện được vì tình trạng bất ổn do cuộc chiến mậu dịch gây ra. Ông Mã gặp ông Trump hồi tháng 1 năm 2017 để thảo luận việc đưa các doanh nghiệp cỡ nhỏ và trung bình của Hoa Kỳ vào trang bán hàng Alibaba để tạo thêm công ăn việc làm tại Hoa Kỳ. Trong thời gian gần đây, ông Mã có nhiều lời chỉ trích tình hình hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cảnh báo rằng sẽ gây nguy hại cho giới doanh gia trên toàn thế giới. Hôm thứ Ba, ông cảnh cáo giới lãnh đạo, doanh nghiệp cũng như chính phủ Trung Quốc là phải chuẩn bị cho cuộc tranh chấp mậu dịch sẽ kéo dài tới 20 năm, qua luôn cả thời đại của chính phủ Trump, thưa quý vị. Amazon tính mở 3.000 tiệm tạp hóa không quầy tính tiền. Công ty Amazon sẽ cứu xét việc mở tới 3.000 tiệm không dùng người tính tiền vào năm 2021. Các tiệm này gọi là Amazon Go, như thế sẽ đe dọa các hệ thống tiệm tạp hóa như 7-Eleven Inc., hệ thống các tiệm bánh mì hay là pizza như Subway và Panera Bread. Tổng quản trị Jeff Bezos của Amazon vẫn còn đang thử nghiệm để tìm hình thức tốt nhất. Một tiệm tạp hóa bán thức ăn tươi làm sẵn hay là một nơi để khách vào cầm đi thứ gì để ăn nhanh chóng bữa trưa, tương tự như kiểu tiệm Fred Manger. Công ty đã có một tiệm không nhân viên đứng tính tiền tại Seattle năm 2016 và từ đó loan báo mở thêm 2 tiệm ở Seattle và 1 tiệm ở Chicago. Khách hàng vào sẽ dùng điện thoại tinh khôn khi vào tiệm, cầm những thứ họ muốn mua, bánh mì, rau, nước uống và rồi đi bộ ra mà không cần ngừng ở 165 TQ là quầy tính tiền, bởi vì các thiết bị cảm ứng đã biết những thứ gì cầm ra và sẽ tính tiền qua đơn tự động, nghĩa là không cần xếp hàng gì hết. Khách thức của Amazon là chi phí cao khi mở tiệm.
Bản tin về tiệm Amazon Go đã làm giá cổ phiếu các tiệm đối thủ suy giảm. Cổ phiếu Walmart Inc. giảm 0.6%, Target Corporation giảm 1.5% và Kroger giảm 3.1%, thưa quý vị. Amazon, CVS, Walmart mở rộng thị trường chăm sóc sức khỏe. Đại công ty bán lẻ Walmart muốn đưa giá hạ mỗi ngày vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Với khẩu hiệu Everyday Low Prices, Walmart đang mở rộng sự hiện diện tại thị trường này. Trong tháng qua, Walmart đã ký thỏa thuận với Anthem để khách hàng Medicare mua thuốc và vật dụng y tế tại cửa hàng Walmart. Mới đây, Walmart cử cựu giám đốc Humana là Sean Slovensky vào vai trò chỉ huy ban y tế và giữ gìn sức khỏe. Có tin Walmart định mua PillPack trước khi Amazon mua hãng này hồi tháng 6. Thị trường chăm sóc sức khỏe chiếm 18% toàn nền kinh tế Hoa Kỳ và đang tăng trưởng. Amazon đang phát triển các dịch vụ sức khỏe và CVS thương lượng mua Aetna. Nỗ lực của Walmart góp phần củng cố chân đứng với 140 triệu khách hàng thường xuyên. Giám đốc điều hành Greg Foran của Walmart US tuyên bố từ 2 tháng qua, vì tầm quan trọng chiến lược, chúng tôi quyết định tập trung nỗ lực vào công việc chăm sóc y tế và giữ gìn sức khỏe trong đoạn kỳ. Đã sẵn là tiệm thuốc tây dẫn đầu trong nước, Walmart định cung cấp thêm các dịch vụ giá hạ, gồm chăm sóc căn bản bởi y tá, phụ tá bác sĩ hay cả bác sĩ, theo tiên đoán của giới chuyên môn. Walmart cũng có thể cung cấp chăm sóc sơ khởi, tham vấn về dinh dưỡng, về thể trọng và kiểm soát bệnh mãn tính. Về căn bản, Walmart đang dòm ngó các thị trường Medicare và Medicaid với đa số người bệnh là thành phần cao niên và lợi tức thấp. Phóng viên cho hay là bệnh nhân cao niên có thể tiếp cận dịch vụ nhãn khoa tại 3.000 cơ sở của Walmart, cũng có thể khám định kỳ tại 4.700 địa điểm của Walmart, thưa quý vị. Trump đến North Carolina thăm nạn nhân bão Lục. Thống đốc Cooper dân di tản tính bão Lục chở vội về nhà. Thống đốc Roy Cooper của tiểu bang North Carolina yêu cầu hàng ngàn người di tản kiên nhẫn không vội trở về nhà. Ông cho hay, nhu yếu phẩm đang được phân phát tại Wilmington, một cộng đồng ven biển dân số 120.000 người, vẫn còn bị nước ngập bao vây như là một hòn đảo. Ông Cooper nhận biết sống xa nhà là khó và chờ đợi là khó hơn. Số tử vong do bão gây ra tại ba tiểu bang bờ đông Hoa Kỳ là 37, gồm 27 người chết tại North Carolina. Bão Florence đang phân nhánh, nước sông ở Carolina đổ ra biển trong khi áp thấp gây mưa khắp vùng Đông Bắc, phát sinh lũ lụt tại các tiểu bang New Hampshire và New York. Thống đốc Cooper nói, tôi biết nhiều người cảm thấy ác mộng này không chấm dứt và cho biết nước lụt dâng tại một số khu vực. Tại South Carolina, hai phụ nữ thiệt mạng khi xe van bị nước lụt cuốn trôi gần sông Little Pity vào khoảng 6 giờ chiều thứ Ba. Bạch Ốc báo tin, Tổng thống Trump định thị sát vùng thiên tai trong ngày thứ Tư. Hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump tìm cách đem lại sự thuận lợi cho các gia đình bị thiệt hại trong trận bão Florence, tuyên bố rằng nước Mỹ đau buồn vì quý vị khi ông đến tiểu bang North Carolina để thị sát các tổn hại do bão để lại, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin Hoa Kỳ. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.